lấy phải chồng nghèo. Anh ăn đi, kẹo đói. Em cũng mau ăn đi. Anh tối nay phải làm tăng ca nên phải đi sớm. Ăn xong là anh phải đi ngay em ạ. Khổ thân anh, cả ngày trực ở trạm bơm, tối về ăn vội bắt cơm lại phải đi ngay. Hay là anh nghỉ làm ở đội vệ sinh đô thị đi, đừng đi làm thêm nữa anh ơi. Chứ em thấy dạo này anh gầy lắm rồi. Anh đàn ông con trai, sức khỏe có, làm vậy đâu đã nhầm nhò gì. Với lại anh phải cố để sang tháng lấy tiền lợp lại cái mái. Mái nhà mình dột nát quá rồi em ạ. Em chẳng giúp gì được cho anh, chỉ làm anh thêm nặng gánh thôi. Em đừng nói vậy, các cụ đã nói rồi, của chồng công vợ, cả hai vợ chồng mình cùng cố gắng mới được chứ. Thôi, em ăn xong rồi dọn dẹp nhé, anh đi đây. Anh, hôm nay anh cố gắng về sớm một chút được không? Có việc gì vậy em? Mà thôi, không có gì đâu anh. Còn nốt giải này nữa là xong rồi. Cảm ơn anh nhiều. Hôm nay em đã có một buổi sinh nhật rất vui. Có gì đâu em, chỉ cần thấy em vui là anh cũng thấy vui lắm rồi. Thôi chết, hôm nay là ngày 26 tháng 5, là ngày sinh nhật của cô ấy. Ê, trời ơi, thảo nào mà cô ấy cứ ngập ngừng bảo mình về sớm. Mình vô tâm quá. Sao mình lại không nhớ ra cơ chứ. Ê, trời ạ, công việc lu bu thành ra quên bén mất. Mình phải mua tặng cô ấy món quà gì đó chứ nhỉ. Thôi chết, hình như sắp mưa to rồi. Hôm nay anh ấy không mang theo áo mưa nữa, không khéo mà ướt hết mất. Giờ này chắc anh ấy cũng sắp tới bãi tập trung rác rồi. Thôi chết, mình còn có hơn 30.000 trong người, đến một bó hoa cũng chẳng đủ tiền mua, chứ đừng nói gì đến những thứ khác. Mình thật có lỗi quá, đến cả ngày sinh nhật của vợ cũng không có gì tặng, thật là thiệt thòi cho cô ấy. Hả? Bó hồng đẹp thế này, sao người ta nỡ lòng nào vứt nó đi chứ? Hay là mình mang nó về tặng cho vợ mình? Những đóa hoa này người ta đã mang bỏ đi, giờ mình lại dùng nó để tặng vợ mình thì tủi thân cho cô ấy quá. Không được. Em, sao em lại ở đây? Anh à, hoa chỉ đẹp và ý nghĩa khi được tặng từ một tấm lòng chân thành. Chính tấm lòng ấy mới làm cho hoa thơm ngát hương. Em rất thích món quà này của anh. Em đã hiểu hết mọi chuyện rồi sao? Em nói thật chứ? Em không giận anh hả? Sao em có thể giận anh được chứ? Thôi chết, mưa to mất rồi. Em mang áo mưa cho anh đây, anh quàng vào kẻo lại cảm lạnh bây giờ. Thế còn áo mưa của em đâu? Chết rồi, em vội quá, chỉ mang có một chiếc thôi à. Thế thì sẽ chẳng cần chiếc áo mưa nào hết, bởi nếu đi bên nhau, chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị lạnh đâu em. Người mù thông minh. Kìa rồi, đi mấy ngày đường cũng đã tới. Chợ phiên của thị trấn này thật sầm uất, chắc chắn mình sẽ bán được rất nhiều hàng. Bác ơi, chỗ hoa quả tươi này bán thế nào? Chỉ 5 đồng thôi. Chợ gốm vừa rẻ vừa đẹp đây, mua đi, mua đi. Dạ, những chiếc lọ gốm được chạm trổ rất tinh xảo,
trông chúng đẹp đấy chứ. Vâng ạ, hàng của tôi là hàng thủ công được làm tỉ mỉ tới từng chi tiết. Mời ông bà mua đi ạ. Lọ trắng 5 đồng, lọ đen 10 đồng. Hey, đắt quá. Thôi ra hàng khác xem đi. Mời ông bà xem thử hàng hóa của tôi thế nào, rồi hãy chê đắt. Đắt nhưng sắc ra miếng cả đấy. Lọ gốm chạm khắc tinh xảo đây. Mua đi, mua đi. Đứng suốt từ sáng tới tận trưa mà chưa bán được chiếc lọ nào, đúng là suối quẩy mà. Xin hỏi ông bán những chiếc lọ gốm thủ công được chạm khắc tinh xảo phải không? Vâng, mời ông chọn. Tôi muốn mua chiếc lọ tặng người khác, bao nhiêu tiền? Rất rẻ thôi thưa ông, lọ màu trắng 5 đồng, lọ màu đen 10 đồng. Vậy bán cho tôi một chiếc lọ màu đen đi, vì ông chủ chọn cho tôi một chiếc thật đẹp và hoa văn trang nhã, vì nó là quà tặng. Ông yên tâm, những chiếc lọ màu đen rất sang trọng, chắc chắn sẽ làm cho ông cảm thấy hài lòng. Mình quên mất là ông ta bị mù. Đối với người mù thì lọ đen khác gì lọ màu trắng cơ chứ. Lão mù này chẳng nhìn thấy gì, chỉ bằng mình cứ đưa đãi cho lão một cái lọ màu trắng là xong. Sau khi về nhà, nếu có phát hiện ra và gọi người đến tính sổ, có đánh chết mình cũng cứ chối bay, chối biến là xong. Làm gì có ai biết cơ chứ. Lọ gốm màu đen của quý ông đây. Dạ, tiền của ông đây. Lãi tận 5 đồng, mình đúng thật là thông minh. Lần sau mời ông lại ghé mua hàng chỗ tôi nha, để tôi dẫn ông ra con đường nhẵn phía trước dễ đi hơn nhiều. Khoan đã, có chuyện gì vậy? Ông chủ, ông thật là vô lương tâm, bắt nạt cả người mù. Đã thế tôi không mua nữa, trả tiền cho tôi đây. Này này, rõ ràng ông đòi mua chiếc lọ màu đen, tôi đã lựa đúng chiếc lọ cho ông cần rồi, cớ sao ông lại vu oan giá họa cho tôi? Ông đúng là làm ăn lừa lọc, mau trả lại tiền cho tôi. Nè, ông đừng có ăn nói hàm hồ, nhận hàng rồi thì mau xéo đi cho tôi bán hàng. Ông lại kia xem đi. Có chuyện gì thế? Trời ơi, đấy, các ông các bà thấy tôi khổ chưa? Đi bán hàng lãi được mấy đồng bạc mà ông lão đây còn vu cho tôi tội lừa lọc. Rõ ràng tôi đã đưa cho mấy chiếc lọ màu đen như ông ấy yêu cầu rồi. Vì sao ông lão mua hàng này biết chắc người bán hàng không đưa cho mình chiếc lọ màu đen cơ chứ? Người mù thì làm sao biết được, có khi ông ta cố tình vu vạ cho người bán hàng đấy. Này ông bán hàng đã đưa cho ông chiếc lọ màu đen chứ có phải lọ màu trắng đâu, chắc ông nhìn nhầm rồi đấy. Các người đừng có biện hộ cho kẻ lừa đảo. Tuy mắt tôi không nhìn rõ, nhưng đôi tay của tôi không biết nói dối. Các ông bà không tin, cứ sờ thử vào mấy cái lọ này đi. Thôi, các ông các bà, đừng có tin lời lão ấy xảo biện. Ông hãy cứ để ông lão ấy nói xem sao. Các người có thấy gì khác biệt khi cầm hai chiếc lọ ấy không? Thầy đã bảo các ông các bà đừng nghe tên mù này nói sằng nữa. Ông ta mù chẳng biết cái gì mà ý kiến cả. Ông còn nói nhăn củi là tôi đưa ông lên quan đấy. Ông sai rồi, đôi tay của tôi đã thấy tất cả. Lúc này đang ở giữa trưa, khu bán hàng của ông lại không có bóng cây mát. Tất cả số hàng của ông đều bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Trong khi đó, chiếc lọ màu trắng phản chiếu ánh nắng mặt trời, chiếc lọ màu đen thì ngược lại hấp thu ánh nắng mặt trời. Vì thế, chiếc lọ màu trắng chỉ hơi nóng, còn chiếc lọ màu đen sẽ nóng rang. Ha ha, đúng là như vậy.
Rõ ràng sờ vào hai chiếc lọ này sẽ có cảm giác khác nhau rất rõ ràng. Ông lão mù này nói đúng rồi. Ông còn điều gì để nói nữa không? Như vậy chính là người bán hàng đã thấy ông lão mù mà dở thói lừa lọc, xảo trá rồi. Đánh đổi chiếc lọ màu đen thành màu trắng để kiếm thêm ít tiền. Bắt hắn lại, giải hắn lên quan phủ đi. Nào, đi theo chúng tôi. Ôi trời ơi, xin lỗi mọi người, tôi trót dậy. Xin đừng giải tôi lên quan phủ, khác nào triệt đường sống của tôi. Ông làm ăn buôn bán, phải lấy cái tâm làm đầu. Đừng vì chút lợi nhuận mà bị lòng tham mờ mắt, bắt nạt cả những người mù như chúng tôi. Tôi biết lỗi của mình rồi, từ lần sau tôi sẽ không thế nữa. Thôi, tôi xin tha cho ông ấy, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ông ấy đã biết lỗi của mình, mong các ông bà chừa cho ông ấy một con đường sống. Được rồi, nếu tình ông lão mà thả ông ra, liệu mà làm ăn nghiêm chỉnh và tử tế vào. Cảm ơn ông, cảm ơn mọi người. Còn đây là chiếc lọ màu đen của ông, tôi không lấy tiền đâu, coi như tôi nhận lỗi với ông. Không được, tôi đã lấy đúng chiếc lọ màu đen, tôi phải trả tiền đúng với giá trị của nó. Đúng là hôm nay mình đã học được một bài học lớn. Chuyến du hành lịch sử. Sau hàng loạt các chuyến bay thử nghiệm thất bại trong suốt năm 1960 và thiệt hại từ vụ nổ bệ phóng là 126 người thiệt mạng, an toàn đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các nhà tiên phong về công nghiệp vũ trụ ở Liên Xô. Hôm nay anh làm tốt lắm, Yuri. Anh cũng vậy. Đợt huấn luyện này không khác gì tập luyện cho Thế vận hội. Trong một thời gian ngắn mà chúng ta phải hoạt động với cường độ quá lớn. Bay vào vũ trụ vốn không phải việc dễ dàng gì mà. Này Yuri, tại sao anh lại trở thành phi công và muốn bay vào vũ trụ chứ? Từ nhỏ, khi lần đầu nhìn thấy máy bay bay qua bầu trời trước cửa nhà, tôi đã muốn trở thành một phi công rồi. Nếu có thể bay vào vũ trụ thì tuyệt vời biết bao. Nhưng nếu bay vào vũ trụ, anh sẽ phải đối diện với rất nhiều rủi ro, kể cả cái chết. Rất nhiều buổi thử nghiệm trước đây đều thất bại rồi. Liệu anh có sợ mình cũng... Tất cả chúng ta huấn luyện ở đây đều biết rõ điều đó. Vì thế nên tôi nghĩ nó chẳng có gì đáng sợ hết. Tốt hơn hết là hãy quên nó đi và nghĩ đến những điều tươi sáng hơn. Anh đúng là Yuri, người luôn sống lạc quan nhất nơi này. Đây là tổng công trình sư hàng không vũ trụ Sergei Kolovo. Ông có đôi lời muốn nói với các bạn trước khi bước vào quá trình huấn luyện cuối cùng. Rất hân hạnh khi được gặp các bạn ở đây. 20 người đứng đây đều là những người xuất sắc nhất mà chúng tôi đã lựa chọn qua những đợt huấn luyện. Tôi xin chân thành cảm ơn vì sự cố gắng không ngừng nghỉ của các bạn. Tiếp theo sau đây, mỗi người các bạn sẽ bước vào một buồng cách ly riêng để kiểm tra sức chịu đựng về thể chất và tâm lý. Các bạn sẽ ở đây trong một khoảng thời gian tối đa, cách ly hoàn toàn. Không khí sẽ dần được bơm ra ngoài để các bạn quen dần với việc thiếu không khí. Và sau đó tập bay trong buồng ly tâm mô phỏng gia tốc. Đây sẽ là một bài luyện tập để đối mặt với nỗi lo sợ của mọi phi hành gia liên quan tới tình trạng không trọng lượng. Dạ thưa ngài, chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức. Tốt, vậy thì tất cả bắt đầu ngay bây giờ thôi. Tôi hy vọng ở cậu, Gagarin. Tháng 4 năm 1961, sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan. Thế nào Yuri, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cũng như bao chuyến bay khác thôi mà, tôi tin tưởng thầy Kolovo cũng như tất cả những người ở đây. Tối qua tôi đã đi ngủ từ rất sớm, khi tỉnh dậy có đôi chút căng thẳng. Đó là cảm giác của tôi, phi hành gia dự bị đó Yuri. May cho anh là mạch tôi vẫn đập bình thường 64 nhịp một phút đấy nha. Đến lúc này anh còn đùa được. Nghe nói tháng trước
vợ cậu vừa sinh thêm một cô con gái. Cậu có muốn nhắn gì với cô bé không? Gửi Valentina yêu dấu. Nếu có điều gì đó xảy ra, thì ba mong ba mẹ con, mà trước hết là em, hãy đừng quỵ ngã vì đau khổ. Hãy chăm lo cho các con gái của chúng ta, yêu quý chúng như anh đã yêu. Hãy nuôi dạy các con trở thành không phải các tiểu thư, những kẻ bám váy mẹ, mà thành những con người thực thụ, để sóng gió cuộc đời không làm các con sợ hãi. Còn cuộc sống riêng, em hãy thu xếp theo ý của mình, như lương tâm em mách bảo. Anh không ràng buộc em bất cứ điều gì, và không có quyền làm việc đó. Lá thư của anh trông có vẻ giống như một bản di chúc, nhưng anh không nghĩ như thế. Và anh hy vọng em sẽ không bao giờ được nhìn thấy lá thư này, bởi anh sẽ rất xấu hổ khi nhớ về khoảnh khắc yếu đuối của mình. Giờ cũng gần tới rồi, chúng ta đi thôi. Yuri, cậu cảm thấy ổn chứ? Tất cả mọi thứ đều bình thường. Trông thầy gầy và xanh xao hơn nhiều quá. Tôi sẽ lưu giữ những khoảnh khắc oai phong của thầy, chứ không phải bộ dạng này đâu nha. Đừng lo chứ, thầy sư Guy Bolivo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. 1, 2, 5. Cậu phải nhớ lấy các con số này. Đây là khóa an ninh để điều khiển mô đun trong trường hợp nguy cấp. Tôi đã biết về mật mã này rồi. Mọi người đã vì lo lắng mà tiết lộ cho tôi từ 2 ngày trước rồi cơ. Đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt rồi. Đúng 9:07 hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 1961, quả tên lửa mang theo mô đun của thiếu tá phi công Yuri Gagarin đã rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur. Từ vũ trụ, tôi không còn nhìn thấy biên giới các quốc gia. Trái đất xanh một màu xanh vĩnh cửu. Thành công rồi, thành công rồi. Sau 108 phút ở trên quỹ đạo, các nhà khoa học đang mất liên lạc với Vostok. Có khả năng con tàu đã bốc cháy khi xuyên qua tầng khí quyển để trở lại mặt đất. Mẹ, mẹ ơi! Bà ơi, ở đằng kia có gì kìa? Liệu đây có phải người đến từ ngoài trái đất không bà? Hình như là một người đàn ông. Để ta gọi thử xem sao. Nè, nè cậu à, cậu ơi! Vậy là cháu đã trở lại trái đất rồi. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin đã trở thành người đầu tiên bay vào không gian, đánh dấu bước tiến vượt bậc hàng không vũ trụ Liên Xô cũng như toàn thế giới, trở thành một trong những sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong thế kỷ thứ 20. Anh cũng không ngờ là lại có cuộc tiếp đón như vậy. Anh cứ nghĩ bay lên rồi bay về, thế mà ra như thế. Sự ra đời của bộ môn bóng rổ. Bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bộ môn nhảy cao. Chúng ta bắt đầu khởi động nào. Rét quá. Chúng ta sẽ phải ở bên ngoài này trong vòng 1 tiếng đồng hồ đó. Làm sao chịu nổi bây giờ. Cố gắng lên nào các em. Hôm nay thời tiết hơi lạnh. Chúng ta khởi động một lúc sẽ ấm người lên thôi. Nào, giơ tay lên nào. 1, 2, 3. Nào, vận động cho ấm người nào các em. Rét quá, không biết chúng ta có chịu đựng nổi không nữa. Tay cứng hết rồi đây này. Jessica, thầy ơi, thầy. Jessica, em sao thế? Mau tỉnh lại đi, Jessica. Bác sĩ, Jessica sao rồi? Có gì nghiêm trọng không? Do thời tiết quá lạnh, khiến em ấy không thể chịu được nên ngất xỉu thôi. Cần được nghỉ ngơi và giữ ấm là sẽ khỏe lại. Thầy không cần quá lo lắng đâu thầy James à. May quá, vậy mà tôi cứ tưởng em ấy bị sao. Không sao là tốt rồi. Thời tiết đúng là khắc nghiệt thật mà. Đến tôi đôi lúc còn cảm thấy khó chịu. Nói gì đến các em học sinh.
thể trạng chưa được tôi luyện nhiều chứ. Thầy James Namit. Thầy Brown đấy à, gọi tôi có việc gì không? Thầy hiệu trưởng đang tìm thầy có việc gấp đấy. Thầy mau lên gặp đi. Tìm tôi ư? Chắc liên quan đến vụ em sinh viên bị ngất kia rồi. Được rồi, tôi sẽ lên ngay. Thầy nói sao ạ? Tạm thời nghỉ việc cho đến hết mùa đông ư? Đúng vậy, đây là điều mà tôi băn khoăn từ lâu. Nhưng hôm nay sự việc em sinh viên nữ bị ngất đã khiến tôi phải lập tức ra quyết định. Chúng ta giáo dục thể chất cho các em, nay thời tiết này lại vô tình làm các em phải chịu đựng. Không thể để tình trạng này tiếp tục tái diễn. Nó ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng cũng như chất lượng giảng dạy của trường. Đúng là bắt các em sinh viên phải học giáo dục thể chất ngoài trời trong điều kiện thời tiết như này quả là một cực hình. Các em không đáng để hứng chịu những rủi ro không đáng như thế. Thầy hiểu là tốt rồi. Hy vọng là mùa đông sớm qua mau để thầy có thể quay lại trường dạy cho các em. Em biết, nhưng... Có chuyện gì à? Thầy còn băn khoăn điều gì sao? Thầy cũng biết đấy, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Em còn phải nuôi bố mẹ già. Nếu như phải nghỉ việc mấy tháng ở nhà để chờ hết mùa đông, gia đình em sẽ thế nào đây ạ? Ai sẽ lo cho bố mẹ em đây? Em thực sự rất cần một công việc để có thu nhập. Điều này... Em có thể đề xuất với thầy chuyện này không? Thầy có thể tạo điều kiện cho em làm thêm ở trường được không? Em thực sự không muốn phải nghỉ việc mấy tháng đâu ạ. Làm thêm ở trường ư? Điều này tôi rất muốn tạo điều kiện cho thầy. Nhưng ngoài dạy thể dục ra, thầy có thể làm gì? Làm gì cũng được cả, miễn là em có việc làm thôi. Xin thầy hãy giúp em ạ. Thôi được rồi, tôi vẫn muốn thầy được làm đúng nghề giáo viên của mình. Vì vậy, nếu thầy có thể nghĩ ra được một bộ môn thể dục vừa rèn luyện sức khỏe, lại có thể dạy các em ở trong nhà, thì tôi sẽ để thầy làm. Bộ môn thể dục trong nhà ư? Thầy hiệu trưởng nói thế khác nào làm khó mình chứ. Thầy ấy không muốn tạo điều kiện cho mình nên nói thế thôi. Nghĩ đâu ra bộ môn thể dục mà dạy trong nhà được đây. Xem ra đợt này mình thất nghiệp dài dài rồi. Ôi da, khi không lại trượt phải hòn đá thế này. Hòn đá chết tiệt. Đến mày cũng muốn trêu tức tao sao? Không biết là tao đang bế tắc và tuyệt vọng lắm không hả? Ném đá hả? Trò này nếu như thay hòn đá bằng một quả bóng rồi ném nó vào một mục tiêu nào đó thì có được không đây? Đúng rồi, mình sẽ thay thế hốc cây bằng thứ gì đó có thể để lọt bóng. Sẽ rất thú vị đây. Mình nghĩ ra rồi. Mình nghĩ ra một bộ môn có thể chơi trong nhà rồi. Mình sẽ không bị thất nghiệp nữa rồi. Thầy nói sao? Ném bóng vào giỏ ư? Nghe cũng thú vị đấy. Dạ vâng thưa thầy. Đây có thể coi là một bộ môn thể dục vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có tinh thần đồng đội và có tính giải trí như một trò chơi. Cũng hay đấy, nhưng cách thức chơi như thế nào và liệu có thể chơi trong nhà được không? Dạ được chứ ạ, hoàn toàn có thể chơi được trong nhà mà không cần phải ra ngoài sân. Dù thời tiết có lạnh, khắc nghiệt thế nào, các em vẫn sẽ được học bộ môn này, sẽ không tốn quá nhiều không gian đâu ạ. Em sẽ cố định các em học sinh trong một không gian bằng vạch kẻ. Sẽ chia làm hai sân cho hai đội, mỗi đội gồm khoảng 10 người. Mỗi bên đội sẽ có một chiếc giỏ. Hai đội sẽ cùng nhau giữ giỏ của đội mình và đồng thời cùng tranh bóng để ném vào giỏ của đội kia. Đội nào ném được nhiều bóng vào giỏ hơn sẽ giành phần thắng. Hay, thầy triển khai ngay đi. Tôi muốn xem một trận thi đấu ngay trong chiều mai. Dạ vâng, thưa thầy, em sẽ làm luôn trong hôm nay ạ. Mỗi bên một chiếc giỏ, thế là xong. Ngày mai mình có thể hướng dẫn các em chơi bóng rồi. Chắc chắn bọn trẻ sẽ rất hào hứng với bộ môn này cho mà coi. Nào các em, bắt đầu nào. Phan Ngô vào rồi. Hay lắm. Chúc mừng thầy, thầy đã sáng tạo ra một bộ môn thể thao mới. Cá nhân tôi cảm thấy nó rất hấp dẫn và không kém phần bổ ích. Tôi tin là chẳng mấy chốc nó sẽ trở nên phổ biến trên toàn Hoa Kỳ.
chúng ta nên gọi đây là môn thể thao gì đây? Dạ, bóng ném vào rổ, hay cứ gọi là bóng rổ đi ạ? Hay, bóng rổ, rất hay! Ngày 21 tháng 12 năm 1891, trò chơi bóng rổ đã chính thức ra đời tại Springfield, Massachusetts. Và người sáng lập ra nó không ai khác, chính là thầy giáo James Naismith. Môn thể thao mới này nhanh chóng được đón nhận và trở nên phổ biến trên toàn khu vực. Chẳng mấy chốc, các giải đấu chuyên nghiệp được hình thành và lan rộng đến mọi nơi trên thế giới. Vào năm 1936, bóng rổ đã trở thành một môn thể thao Olympic và trở thành một môn thể thao chuyên nghiệp được yêu thích nhất nước Mỹ và phổ biến cho đến ngày nay. Những quả táo của nàng Iduna. Ngày xưa, trên bầu trời cao thăm thẳm, các vị thần sống ở vùng đất tuyệt đẹp mang tên Asgard. Ở đó, họ lưu giữ sắc đẹp và tuổi trẻ của mình bằng những quả táo được đặt trong chiếc hộp gỗ tần bì của nàng Iduna xinh đẹp. Loki, có phải ngươi đang cần một trái táo để xóa mờ những vết nhăn trên gương mặt hay không? Không phải vậy, Iduna ạ. Tôi mới tìm thấy một cây táo ngọt và kỳ diệu hơn táo của nàng nhiều. Tôi tới để báo với nàng điều đó đây. Vậy, sao ngươi không mang tới đây vài quả để so sánh? Nếu tôi làm vậy, các chư thần sẽ biết và đến đó hái táo. Sẽ không ai đến chỗ của Iduna nữa. Ôi, thật sự có chuyện đó sao? Loki, cây táo đó ở đâu? Hãy dẫn ta đến đó đi. Tôi sẽ đưa nàng đi. Nhưng hãy nhớ, đây là bí mật đấy nha. Nàng nhớ mang theo hộp táo để tiện so sánh nha. Loki à, ngươi có đưa ta đi nhầm đường không vậy? Sao không có cây táo nào hết? Chúng ta đi đúng đường rồi, Iduna. Ngươi là ai? Ta là người khổng lồ Tha Xê. Loki, chẳng phải hắn là kẻ thù cả thiên đình Asgard sao? Hãy mau đuổi hắn đi. Hắn sẽ không làm vậy đâu. Ta đã giúp hắn đốt lửa nướng thịt ở sa mạc. Đổi lại, hắn sẽ nộp ngươi cùng vỏ táo cho ta. Loki, hắn nói vậy là sao hả? Hắn nói đúng đấy. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Nàng hãy nghĩ xem, không còn nàng, không còn vỏ táo, tất cả các vị thần, kể cả Thor, người anh trai luôn được thiên vị của ta, cũng sẽ già nua yếu ớt. Ta muốn xem gương mặt nhăn nheo đáng buồn cười của các vị thần tôn kính lúc đó sẽ như thế nào đây. Không có thời gian cho các ngươi nhiều lời đâu. Loki, cảm ơn ngươi nha. Loki, ngươi đã gây ra họa lớn rồi. Thả ta ra, thả ta ra. Khi nghe tin nữ thần Iduna cùng những trái táo của nàng đã mất tích, vị thần tối cao Odin, thần ánh sáng Heimdall và các vị thần khác đều như ngồi trên đống lửa. Thế nào, nữ thần Freya? Thưa thần Odin, chúng thần đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách ở thiên đình, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng ấy đâu hết. Vậy chúng ta phải cấp tốc tìm được Iduna, nếu không, cả thiên đình Asgard sẽ héo tàn mất. Heimdall, thần ánh sáng, ngươi là thần canh giữ cổng thiên đình. Ngươi có nhớ ai là người cuối cùng gặp Iduna không? Dạ, trước khi Iduna mất tích, thần có trông thấy nàng ấy đi cùng Loki. Hả? Là Loki sao? Mau gọi hắn đến đây. Ngươi là người cuối cùng gặp Iduna, ngươi dẫn nàng ấy đi đâu rồi? Hôm ấy, thần chỉ đi dạo cùng nàng, rồi ai về nhà nấy, chứ nào biết sau đó nàng đi đâu chứ. Ngươi khăng khăng nói mình không liên quan đến việc Iduna mất tích cùng vỏ táo, nhưng sao các thiên đình đều héo mòn thì chỉ có ngươi vẫn khỏe mạnh chứ. Loki, hãy mau khai hết sự thật, nếu không sức mạnh của cơn giông tố sấm chớp này của ta sẽ đổ lên đầu ngươi. Mọi tội lỗi của ngươi đều sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng. Là thần đã khiến Iduna mất tích. Thần đã gặp bọn khổng lồ Theseus ạ, và hứa với chúng là sẽ giúp bắt cóc Iduna cùng vỏ táo. Thần chỉ nghĩ rằng sẽ trêu đùa để cả thiên đình héo mòn vài ngày thôi, không ngờ chúng lại bắt giữ Iduna lâu như vậy. Thật to gan. Hãy mau tìm cách cứu Iduna về đây, nếu không ta sẽ ban cho ngươi một hình phạt thích đáng. Tôi nữ thần Freya, người hãy cho ta mượn chiếc áo chim ưng để ta có thể bay đến đó. Ta sẽ có cách cứu Iduna. Không được, làm sao ta có thể giao chiếc áo ấy cho một kẻ dối trá như ngươi? Vậy thì tôi sẽ không còn cách nào cứu được Iduna nữa. Freya,
cô cho ta mượn áo đi. Nếu không cả thiên đình Asgard chúng ta sẽ chết vì sự già nua mất. Thôi được, ta sẽ cho ngươi mượn lần này. Nếu ngươi bội tín, cả thiên đình sẽ không ai tha thứ cho ngươi đâu. Induna, Induna. Ai vậy? Là Loki đây, tôi tới cứu nàng đây. Chính ngươi đã lừa ta bị bắt đến đây, giờ lại tới cứu ta sao? Ta không tin một kẻ dối trá như ngươi đâu. Chuyện dài dòng lắm, tôi sẽ kể cho nàng sau. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Cửa sổ thế này thì làm sao ta rời khỏi đây được? Tù nhân bỏ trốn, mau bắt lấy chúng. Loki, chúng ta đã thỏa thuận rồi, tại sao ngươi lại phản bội như vậy? Ta đã thực hiện lời hứa, đã giúp ngươi bắt cóc Induna cùng hợp táo. Nhưng ta đâu có hứa sẽ không cứu nàng ấy trở lại thiên đình đâu. Ngươi thật xảo trá. Hôm nay ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta sẽ phá nát cả thiên đình Asgard nhà ngươi. Họ đã về gần tới. Nguy rồi, người khổng lồ Tha Sê đã hóa thành phượng hoàng đuổi theo. Hãy tập trung tất cả các vị thần lại. Ngay khi Loki vượt qua cánh cổng thiên đình, hãy dùng lửa đốt cháy tên khổng lồ kia. Loki, ngươi sẽ phải trả giá về sự bội tín của mình. Loki, trò đùa của ngươi suýt nữa đã gây ra đại họa cho cả thiên đình Asgard. Ngươi đã biết tội của mình chưa? Thần biết lỗi của thần rồi ạ. Rất may là ngươi đã lấy công chuộc tội. Tuy nhiên, cái quý nhất ngươi đã đánh mất chính là lòng tin và sự tôn trọng của tất cả mọi người dành cho ngươi. Ngươi sẽ phải chịu phạt vắt sữa bò 8 năm ở dưới Midgard để sám hối về tội lỗi của mình. Vậy là Loki phải chịu phạt. Và từ đó, không còn ai ở thiên đình Asgard tin những lời Loki nói. Mọi uy tín của anh ta dường như đã mất hết. Từ đó về sau, khi nhắc đến Loki, tất cả mọi người đều chỉ nhớ đến một vị thần của sự lừa lọc và ma mạnh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!